Rồi, mình sẽ đạp thử con trợ lực Panasonic nguyên bản đang sử dụng bình Lion 8 chấm. Màn hình hiển thị. Mình sẽ đạp ở tốc độ nhồi mạnh nhất cho các bạn dễ hình dung. Và phía bên số thì mình sẽ để số 2. Trước mặt mình là một cái dốc, nó không cao nhưng mà nó khoảng một gang tay thôi, lài khoảng gang tay, để các bạn dễ hình dung khi mình nhịp nó, cái giò đạp một cái nó sẽ tự động nó lao lên nữa, chỉ có vậy mới các bạn hình dung được cái trợ lực của nó thôi. Rồi, trước tiên mình đặt chân lên ha, mình bắt đầu đạp. Thì các bạn để ý khi mình đạp một cái lực rất nhẹ, chưa được 1/4 vòng là nó bắt đầu cái xe nó phóng và nó có thể lao được cái dốc phía trước, thì các bạn để các bạn dễ hình dung qua video tốc độ trợ lực của nó, chứ mình đập thường thì các bạn không không hình dung được đâu. Bắt đầu mình đạp nha, các bạn thấy nó lao qua, nó lao qua cái dốc rồi. Khi mình nhấn cái chân xuống là cái xe nó phải giọt về phía trước. Rồi, làm lại cho các bạn coi nè. Nhấn cái chân về phía trước nè, đó, mới có 1/4 vòng nó xe đã lao đi. Thấy không? Đó là dễ hình dung thôi. Chỉ có khi nào lên xe đạp thì các bạn mới hình dung được cái tốc độ đẩy của nó. Còn qua video thì chỉ có vậy mới các bạn mới hình dung được nó. Để mình kiếm mấy cái dốc, kiếm mấy cái dốc để cho nó leo lên cho các bạn dễ hình dung. Đây, cái dốc đằng trước. Cái dốc này nếu mà xe thường thì các bạn phải dùng sức nhiều lắm. Giờ mình giờ thử nó. Để chân lên. Nhấn nó. Các bạn thấy nó lao ghê phía trước, mạnh ghê không? Búng cái xe về phía trước luôn. Mới có 1/4 vòng á mà nó búng cái xe về phía trước, bay lên cái dốc lên trên luôn, bay lên cái hai cái dốc luôn. Để kiếm những cái dốc như vậy để các bạn hình dung nó đẩy, chứ chạy đường trường các bạn không hình dung được đâu. Rồi, thử hai dốc rồi ha, giờ thử đi đường trường. Tăng số đi. Đi hiện trường tăng số 3 đi. Đó, nhồi 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 xe lên. Nhồi xe lên, nhồi xe lên. Nếu các bạn nhìn qua video các bạn khó hình dung, bây giờ kiếm những cái dốc thì các bạn mới dễ hình dung được. Cái dốc trước mặt mình nữa nè. Nè, đạp nhẹ cái nè. Nó lao lên liền. Búng gì phía trước, búng gì phía trước không. Giờ bây giờ chạy lên cỏ khô ha. Thường là đạp xe đạp mà lên cỏ khô này cũng rất là vất vả. Đó, coi mình đạp. Nhẹ nhàng. Không cần phải dùng sức với nó đâu. Tự động đẩy đi thôi. Tự động đẩy đi. Dòng trợ lực là bắt buộc phải đạp 100% nha.
rất là nhanh và rất là nhẹ. Rồi, xin chào các bạn nha.